Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di giới thiệu với các bạn một cái tiết mục ảo thuật sử dụng một đồng xu. Và cái đồng xu nó nằm ở đâu? Và Di sẽ lấy nó trên bàn. Đó. Cho nó ra ngoài như thế này. Thì cái tiết mục ảo thuật này nó có tên là thiêu đốt kim loại. Đó, tại vì sao nó lại như thế? Bởi vì Di sẽ cho nó vào trong cái tờ giấy và gập nó vào như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Đây Di gập tiếp tục. Nó làm tư. Đó, gập nó vào. Đó, và bây giờ cái đồng xu nó đã nằm ở bên trong cái tờ giấy này. Và để thực hiện được đốt thì chúng ta đã cần phải có một vật dụng đặc biệt. Di sẽ lấy ở trong túi của Di ra một cái bật lửa. Và Di sẽ đốt cái đồng xu nằm bên trong tờ giấy như thế này. Đó. Các bạn có ngửi thấy mùi kim loại bị cháy không? Đó, và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là ở bên trong này đồng xu đã hoàn toàn bị cháy rụi. Và bằng cách nào để thực hiện được tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp và hướng dẫn về tiết mục ảo thuật này. Cảm ơn các bạn. My Lifestyle, khai phá và nâng tầm phong cách của bạn.